dừng lại một chút để nghe và cảm nhận những câu nói này, nó sẽ khiến bạn phải suy nghĩ đấy. Hãy trân trọng những gì mình đang có, vì biết đâu những thứ mình đang có lại là ước mơ của bao nhiêu người. Sống phải biết mình là ai, đừng vì lòng sĩ diện mà làm khổ cha mẹ, đừng vì giàu sang mà khinh kẻ nghèo hèn, đừng vì tiền mà bán rẻ lương tâm, đừng coi mình khôn ngoan mà học lừa dối trá. Của cải, tiền bạc, chết có mang đi được đâu, cái duy nhất còn lại là niềm cảm hứng và tình yêu mà ta dành cho mọi người. Đừng nghĩ cơ hội đến và đi liên tục như xe buýt, giấc mơ có một ông bụt, đến trao cho một rổ điều ước chẳng bao giờ thành sự thật cả. Bạn còn trẻ, bạn còn nhiều thời gian, nhưng không đồng nghĩa với vô hạn. Muốn làm gì thì hãy làm ngay đi, đừng chờ ngày đẹp nữa. Tất cả mọi thứ chỉ quý giá tại hai thời điểm, trước khi có được và sau khi mất đi. Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác. Ớt dù cay vẫn phải ăn cả vỏ, chuối dù ngọt cũng bỏ vỏ ngoài. Hãy bước tiếp dù đã từng vấp ngã, hãy hy vọng dù đã thất vọng, hãy mỉm cười dù nước mắt từng rơi, hãy thật lòng dù đã từng lừa dối. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn là chỉ muốn được bình yên. Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó. Người ta thường bảo thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng thật ra nó không trả lời gì cả. Nó chỉ làm ta quên mất câu hỏi mà thôi. Những người chuyên đi bắt lỗi người khác thường không có thời gian để nhìn lại và sửa lỗi chính mình. Đừng bao giờ buộc mình phải có chỗ đứng trong cuộc đời người khác, vì nếu họ thực sự hiểu giá trị của bạn, họ chắc chắn sẽ tạo ra chỗ trống cho bạn. Nếu không ai giúp bạn, đừng thất vọng. Nếu ai đó tự dưng giúp bạn, đó mới là điều bất thường. Đôi khi tha thứ cho một người cũng giống như việc bạn cho họ thêm một viên đạn để lắp vào khẩu súng vừa bắn trượt bạn. Tình bạn thực sự không phải là một cái máy bán nước ngọt, còn bỏ tiền thì còn nước uống, không bỏ tiền thì nước sẽ không chảy ra. Nếu bạn không chiến đấu cho những gì bạn muốn, thì đừng than khóc khi những thứ đó mất đi.